Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình có đón chào vài thành viên mới, nên mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người xem vài thành viên đó. Thì thành viên hôm nay là cá bảy màu nha. Và em bảy màu. Ok, trước khi cho má này xem, cho mọi người xem thì mình cho các anh cá. Cứ thấy mình là nó bù lại như thế này. Về thức ăn thì mình vẫn cho cái loại thức ăn như bữa trước, mình trao đổi mọi người, mình chia sẻ với mọi người. Thì mình có mới được ông anh trong đội bóng, ông cho mấy em cá bảy màu đây, cá bảy màu đó đây mọi người thấy không đấy, hai em này, tầm 4-5 em á. Để nó lại gần mình cho mọi người xem nha. Bốn em, hai em bé hơi nổi nhất, hình như em nghe ông nói đó là này là cá rồng tím và rồng đỏ, hai loại mà hình như mình thấy như nó lai lắm rồi, rồng đỏ mà nó lai full gold, nên nhìn nó cái đuôi gì của rồng đỏ nhưng cái mình mà cũng dạng như của full gold đó. Nhưng mà nghiệt cái là bên ổng là toàn cái trống, không có cái mái, ổng cho được con em có mái. Đó, em có máy này, để mọi người xem. Đó, em có máy này đây. Đấy. Mình mới thả khi sáng vô á, mà bây giờ nó cũng dạng rồi. Nó bắt đầu quen với lại cái khu vực này rồi. Thì cho anh này kia nó cũng bu lại, nó ăn theo luôn. Thì có những em bảy màu này nhìn nó rất là đẹp đó, mình thấy rất là đẹp nên mình chia sẻ cho mọi người xem. Cá này chắc không phải là cá thuần chủng gì đâu, cá này cá lai thôi. Nhưng mà cơ bản là cái hồ mình là mình cũng nuôi cá tạp, nên thành ra mình bỏ thập cẩm vô, nó lai sau đó nó lai, chứ mình cũng không có nuôi riêng từng dòng. Các anh em mà bán cá mấy em kỹ mấy này hay nuôi từng dòng lắm. Để mình cho cận cảnh mọi người xem nha. Đó, hai em đó, em bên kia nữa, bên này nữa, đó em này nữa, đó chẳng biết là em gì, em kia nữa, đây đó. Nhưng mà cái nổi trội nhất là ba em đó, còn em full gold này lúc trước này, full gold này, hai cặp full gold này lúc trước nó còn nguyên. Và mình cũng có trồng thêm một cái cây. Thì cái cây này, đây mọi người xem nha. Đây là cây mình mới trồng thêm này. Một nhánh thôi. Mình có xin được là một nhánh cây, gọi người ta gọi là liễu đen cưa. Cây này là mấy anh em mà chơi hồ kính hay sử dụng cây này lắm. À quen rồi, dạng rồi này. Thấy dạng không? Con cá mà nó ở trong một cái bài dạng thì nó cũng sẽ dạng theo. Là liễu đen cưa mấy anh em mà chơi kính á, là hay sử dụng cái loại này lắm. Mình nhìn cũng rất đẹp nên mình đang cũng trồng bằng phương pháp là không sử dụng đất, mình cũng quấn bông và mình nhét vào cái lỗ than của ông như là lúc trước giờ mình nói. Đó, mọi người xem nha, một cái của mình đấy, một nhánh thôi, một nhánh với lại nhánh nhỏ dưới kia luôn, hai nhánh, hy vọng là nó sẽ sống tốt và nó mọc ok. Hồ mình hiện tại thì cũng setup từ nên cái này mấy tháng rồi, cũng tầm 2 tháng rồi đó. Mình cứ hút nước, hút phân sơ thôi và chêm nước thôi. Hiện tại thì hồ hiện tại Sài Gòn á, nó cũng nắng, ánh nắng chiếu nên nước nó nóng nên nó cũng sinh một ít rau lên cái cây, mấy cái cây thủy cúc của mình á, nó cũng sinh rau rồi. Nhưng mà không sao cả, mình sinh rau cũng sao. Che lại thế thôi, mình hay che để luôn, mà
vẫn ở trong nha, trong thì được rồi, thấy nước ở trong là hết rồi. Thì cứ thấy là bù lại rồi sao. Đó, nước trong mọi người thấy đấy không? Đấy luôn này, có cái đấy nha. Những cái phân con cá nó sẽ đánh dạt vào cái gốc cây cây thủy trúc này, dạt vào đó, và cây thủy trúc nó sẽ giống như là nó phân hủy cái lượng phân dư đó. Hiện tại thì cá con lớn cũng rất là nhiều, đẻ chúng con hai lứa rồi. Đây mọi người xem, sắp tới là mình sẽ nuôi lại cá ba đuôi, chắc tầm khoảng 22-23 ngày nữa mình sẽ làm video về cái việc đi mua cá ba đuôi. Mọi người nhớ theo dõi nha, mình quyết tâm nuôi lại cá ba đuôi thử nó sống không. Đây này, một em đó, đó em đó. Nói chung trong cái hồ này chỉ có ngoài hai em mà phun gôn ra là mang bảy màu này là mình mới được cho luôn. Qua ông anh ông nuôi cũng rất là nhiều, ông cho trong đội, ông anh trong đội bóng. Ok, video clip này là mình cũng chia sẻ về vài em thành viên mới thôi. Thấy đẹp đẹp quá, mình chia sẻ cho mọi người xem. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nha. Mọi người nhìn mấy em đấy tí rồi mình dừng video clip nhé. Cho ăn bao nhiêu cũng không đủ cái tụi cá này. Ok, chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Xin chào.